Hello các bạn khỏe không? Hôm nay là ngày Mother Day, tức là ngày lễ mẹ mà mình vẫn đi làm. Ông xã ở nhà, ông xã đãi mình bún riêu thì riêu cua với là thịt xay với tôm đó các bạn. Các bạn nhìn cái tô bún riêu ngon chưa? Đó, mình đi làm về ông xã đãi cho mình. Các bạn thấy có huyết nữa nè, rồi có riêu, riêu thì có nhiều loại trong á. Rồi mình có rau, rau các bạn thấy ngon các bạn. Nè, rau nó thơm, rồi rau chế tô, bắp chuối, đặc biệt là bắp chuối nha các bạn. Ông xã mình mua về ông xã tự bào luôn đó, ông xã làm hết. Rồi rau muống chẻ nè các bạn coi nè, rau muống chẻ ngon chưa? Rau muống bào. Rồi mình còn ông xã một phần, mình một phần. Và đây là nhãn lồng các bạn biết không? Nhãn lồng này là nhãn lồng Việt Nam nha các bạn, chứ không phải nhãn lồng Hawaii nha. Nhãn lồng Việt Nam cho nên nó rẻ hơn. Nhãn lồng Hawaii thì rất là mắc, 9 đồng nhưng mà mùa này nó không có. Rồi bên này mình có cam ăn tráng miệng, còn dưa hấu vừa rồi mình mua hai trái mà các bạn coi nè, mình ăn còn lại chút xíu à. Thì luôn tiện mình ngồi đây mình dọn lên bàn luôn. Có gì ăn nấy. Chúc các bạn một ngày Mother Day thật là vui vẻ nha các bạn. Hạnh phúc bên con rồi bên mẹ. Mẹ của mình thì cũng ở hơi xa mà mẹ mình thì mình có gọi về nhưng mẹ mình không có biết Mother Day là gì. Nói thì các bạn đừng cười nha các bạn. Mình có gọi nhưng mẹ nói trời ơi bên già rồi tao đâu cần Mother Day, tao tụi bay thôi mà không biết Mother Day là cái gì nữa. Thì hồi xưa phong tục Việt Nam mình thì mình hình như không biết Mother Day là gì. Nhưng mà sau đi qua đây thì mình cũng đi theo người ta một chút, mình biết ngày lễ mẹ đó các bạn. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn và mình sẽ bắt đầu ăn đây. Mời anh đi vô ăn luôn anh đi. Ok rồi, dạ ăn trước đi. Thôi nó sẽ bị nguội. Trước tiên là mình thử cái nước trước để coi ông xã mình có nấu có ngon, có vừa miệng mình không nha. Ảnh nấu thì là ngon lắm rồi nhưng mà có vừa miệng không? Ừ, nước rất là ngọt, rất là ngon các bạn. Mình nấu thì nhà mình không có xài bột ngọt nha các bạn. Có xài bột nêm thì có mà bột ngọt thì không có. Bột nêm thì bột nấm thôi. Ừ, ngon lắm. Rất là vừa. Mình bỏ thử cái rau này, mình cũng thích rau này lắm. Các bạn có thích rau muống chẻ không các bạn? Ông xã mình tự chẻ luôn đó các bạn. Bên này nó có cái dao chẻ rau muống nó rất là tiện. Cái ống á tiện lắm. Mời các bạn dùng với bún riêu với gia đình mình nha. Rồi. Mình thích cái rau chế tô á các bạn. Bún riêu mình thích rau chế tô, mình xé nhỏ nhỏ mình bỏ vô. Mình thích Này rau chế bắp tô. chuối. Mình thích bắp chuối ít hơn là Dạ. rau rau muống chẻ. Ảnh thì ảnh thích bắp chuối dữ lắm, ảnh mua nhiều mà ảnh bào cả bụi đó các bạn, thấy tội không? Mình đi làm mỗi Đúng đêm mình vẫn đi làm tại vì cái đây là weekend của mình mà weekend mình thành ra mình đi làm mình đâu có ở nhà được, phần ai nấy làm thôi. Người ta Mother Day thì mình cũng Mother Day nhưng mà ai cũng Mother Day hết mà mình nghỉ nhà là không được tại vì tiệm vẫn mở cửa. Ăn thử ngon không nha? Ừ, ngon lắm anh ơi. rồi. Vừa không? Rồi. Ngon. Bún riêu mình ở trong đây là có chả nè. Có chả, có tàu hũ, có huyết. Đặc biệt là cái Các riêu bạn này coi. là mình có thịt. Nguyên bịch tôm, hai phao thịt. Nguyên bịch tôm. Với đặc biệt ở trong đây nếu mà muốn ngon á, mình bỏ chút bột á nó sẽ ngon. Thường thường người ta làm riêu là và với chả lụa sống á, nhưng mà mình không có dùng chả lụa sống, tại chả lụa thì cũng làm với thịt heo với người ta dài ta bỏ bột lên á, thì mình bỏ bột lên nó sẽ y chang như vậy á. Rồi bỏ mình xay hành, mà hành hương nè mình trộn chung. Rồi trong đây là có mình bỏ với tiêu. Vừa không vậy? Ngon. Mình cũng đang Biết. đói bụng Ngon. tại vì mình mới đi làm về, rồi Mở mình lại nha. tắm rửa chút rồi mình xả mời mình ăn á. Ảnh đi chợ hồi sáng sớm đó các bạn, chủ nhật mà đi chợ thường thường đi chủ nhật. Bún riêu này dễ ăn lắm mà các bạn biết ăn rẻ lắm, mình ăn ở nhà rất là rẻ, bún riêu rất rất là rẻ luôn á. Bịch tôm thì bây giờ có 17 đồng nó lên giá các bạn, hồi xưa hình như 14 đồng mới chín á, nhưng mà giờ Costco nó bán 17 đồng, chắc là cái mùa dịch á, nhưng mà vẫn rẻ. Nó có một bịch tôm mà rồi mình mua mấy cái giò chả đó, Bỏ miếng ớt.
Rẻ, chừng này mình nấu chắc khoảng cỡ 30 đô là cùng hả đi ha. 30 hay 40. Cái nồi này nè. Anh đâu để ý đâu, anh mua. Các bạn biết không? Cũng rẻ lắm, tính rau rán cỡ 40 đồng là cao nhất, tại vì tính rau búp chuối với rau chẻ với là tính thêm chả đó thì mình nghĩ 40 đồng mà các bạn biết không? Một nồi bự lắm nha các bạn. Hai đứa nhỏ nó ăn rồi, nó giọt rồi. Còn mình muốn xả mà các bạn học bài. Mình ăn ít nhất là phải 2 ngày hoặc là hơn á, nhiều lắm. Ngon. Đưa cua nè các bạn. Để mình ăn cái huyết thử, cái huyết này. Cái huyết này ngon á. Huyết ngon, huyết đó, phải ăn với rau thơm. Huyết này ngon, thấm. Ông xã mình biết ý lắm. Mình thích huyết là phải luộc, là ảnh phải bỏ chút gừng á các bạn. Ảnh ra anh đào cũng gừng vô. Mình trồng ở ngoài, anh đào vô cái anh cắt ra anh luộc với huyết. Anh đi mua huyết sống hay là huyết chín? Sống chứ. Ờ sống mà, sống mà luộc hay lâu á. Cũng nhanh lắm. Ngon á. Huyết sống á các bạn. Có nhiều người người ta chưa biết luộc huyết thì mình cũng chia sẻ nha. Huyết sống á thì mình về lúc mà mình luộc á, các bạn đừng có mở dặn lửa nó cao quá. Nếu mà dặn lửa cao quá nó sẽ cao huyết nó sẽ có từ lỗ. Các bạn dặn lửa riêu riêu á thì cao huyết nó không có lỗ. Rồi nếu mà cục huyết bự quá thì các bạn cắt làm hai ra thì nó dễ chín hơn. Rồi bỏ miếng gừng vô vậy thôi. Sau khi mình luộc huyết xong rồi á, các bạn chịu khó đổ cái nước cũ rồi đổ cái nước mới đó vô vậy thôi. Luộc lại hả? Dạ. Sau khi luộc chín rồi đó, đổ nước cũ rồi bỏ nước mới vô thôi. Mình ăn cái này á, mình không có bỏ chanh vì nó có cà chua, nó hơi chua chua rồi. Thực ra không chua lắm nhưng mà mình không thích ăn chanh. Ăn cái này rất là rẻ, 40 đô là Việt Nam chắc 80 mấy ngàn, không biết 80 mấy ngàn đó. Nó lộn. Mình biết chắc 800 mấy ngàn chứ ha, mà rẻ lắm. Mà bên này là cua, là riêu cua chất lượng luôn á. Cái này mình nấu 4 hộp riêu cua. 4 hộp riêu cua. Vậy là nồi này cỡ 40 đồng thôi. Cua cỡ đó 40 đồng mà. Rẻ lắm các bạn. Mỹ là đồ ăn rẻ rề. Nó khác mắc chứ Mỹ đồ ăn là rẻ toàn thế giới. Các bạn thấy xưa không? Mình đi làm về là có đồ ăn sẵn. Ông xã ở nhà nấu nhiều món lắm. Chỉ hồi lâu mình ăn tôm hùm 2 pound á, thì mình nói một con tôm 130 đồng hả? Cái đuôi. Có nhiều người nói láo, nhưng mà thiệt sự không phải láo đâu các bạn. Mình cũng bỏ trên YouTube á, để cái hình đó. Thiệt sự cái giá đó là 200... 219 đồng 99, nhưng mà nó on sale là còn 230 đồng. 130 đồng, sorry. Đó, mình để giá 130 đồng. Còn nhiều người đó nói xạo nữa. Cái tôm hùm 2 pound mà bác, các bạn nghĩ không? Rẻ đó. Nhưng mà kể từ ở đây á, tại lý do lúc trước là mình có để cái giấy receipt là giấy biên nhận á, nhưng mà thấy kỳ á, thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà kể từ ở đây mà những cái gì mà mua nó hơi đắt đắt, mình sẽ để cho mọi người người ta coi. Tại mình không để nó ồn nó xạo, nhưng mà thực sự một cái tôm hùm mà 130 đồng rất rẻ, nó bự mà các cái bạn thấy không, kiệt đâu ăn đâu hết đâu. Có nhiều người nói ồn sao mắc gì xạo không có tới, thực sự là như vậy á. Nhưng mà nó không sale quá, 4 tôm hùm sơ sơ không mà mấy cái kia không là cũng hơn 1000 mấy rồi á. Không phải, tại vì mình để gần 20 triệu mình để cho nó vui á. Thực ra có 17 triệu mấy, mình để gần 20 triệu thì 17 triệu mấy gần 20 triệu cho nó vui vậy mà. Có nhiều người vô nói láo, xạo. Trời, mình không hiểu tại sao người ta comment mất cười quá, mà kệ. Mình xạo mình cũng đâu có được cái gì, mà mình nói láo mình đâu có được cái gì đâu. Cho vui thôi mà, làm YouTube là vui thôi. Mong mọi người mà ủng hộ thôi, mà có nhiều người không ủng hộ mà còn nói là nói láo thôi mà không sao. Mà vui các bạn ha, nghe mấy comment nó cũng vui.
Mà người ta nói làm YouTube là phải chai mặt mà mình nghe vậy thì mình điều mình không đâu làm YouTube, ảnh làm chứ ảnh chỉ là mời mình ăn thôi cho mình làm công việc của mình. Khi nào mình rảnh thì Thật mình sự chơi là với ảnh. YouTube cho vui thôi chứ đâu YouTube đâu được tiền bạc gì các bạn. Này làm đâu được gì đâu. Thật sự đó giờ mình cũng ăn tôm hùm nhiều nhưng mà là tại vì luôn bây giờ mình làm YouTube nên mình ăn cái gì hay mình quay thôi chứ sẽ thực sự lúc rồi mấy cái này mình cũng đã ăn rồi chứ không phải là không ăn đó. Đồng tiền các bạn thấy không, không phải là trăm mấy đâu nhầm nhò gì, thực sự mình không phải nổ. Mình mà trong cái mùa dịch này á, mình bỏ ra gần mười mấy ngàn đồng bạc để đồ đây là khẩu trang rồi nước rửa tay rồi bao tay, mấy cái chuyện 100-200 đồng bạc là chuyện nhỏ, nhưng mà mình bây giờ kể trở lên đây mình mua cái gì nếu mà nó hơi đắt chút xíu mà sẽ đưa cái receipt. Thực sự mình cũng còn receipt đằng kia nhưng mà cái video nó over thì thôi, nhưng mà có nhiều người, người ta có thể là người ta chưa bao giờ ăn, người ta nói ồ mắc quá, nhưng mà thực sự không mắc đâu. Không, người ta cũng Cái ăn nhưng mà người ta ăn cái nhỏ, người ta ăn cái lớn, anh hiểu không? thì đúng rồi, nhưng mà cái tôm hùm đó thế đối với Kiệt, cái bản thân của Kiệt á, một tôm hùm mà cái đuôi 2 pound á, rất là rẻ, không có mắc đâu, tại bắt nó đâu có dễ dàng đâu được các bạn, đúng không? Các bạn cũng biết rằng nếu mà mấy người nào mà làm về mà đánh cá đó, lâu Kiệt cũng chia sẻ với nhiều người á, anh nói á, những con tôm hùm này á đánh một như vậy á, nhiều khi á, có vô có mà vài con à, bởi vì người ta mới bán mắc là như vậy. Với lại mà mấy cái ổ khác á, nếu mà tôm hùm mà quá cái số lượng đó đó mà cái phao nó nặng quá là không cho bắt, phải bỏ xuống đó, bởi vì nó mắc là vậy đó. Mình hiểu, tại mình cũng có chia sẻ, mình cũng có nói chuyện vài người mà người ta đi đánh bắt á. Bún riêu dễ ăn đó các bạn, vừa rẻ vừa dễ ăn nữa. Ngon. Mình biết các bạn ai cũng biết nấu bún riêu mà mỗi người mỗi vị thôi. Giờ Mother Day mình không có làm gì đặc biệt hết, ảnh chỉ thấy mình đi làm về thôi, mình nấu đại món bún riêu cho mình, nó vừa nhanh vừa gọn. Ảnh đi chợ một mình thôi á, mình đâu đi chợ được, mình đi làm 6 giờ mới ra, các bạn thấy giờ tối không, mình mới bỏ đèn á. Với lại các bạn biết không, hồi từng rồi mình ăn tôm hùm với mấy cái đồ kia nó ớn quá rồi. Bây giờ mình muốn ăn mấy cái đồ gì tôm hùm hay cua nó cũng ớn lắm. Bây giờ mình ăn cái này cho đơn giản à. Lâu lắm mình cũng chưa ăn bún riêu cho mình làm ăn. Ăn cũng ngon nè, ăn Được. lại ngon ha. Các bạn thấy cái tô bự không? Ăn hoài không hết á. Cái dĩa rau còn bự hơn cái tô nữa. Cái dĩa bự nhất mà cái tô bự lắm. Đang muốn ăn là muốn muốn bắp chuối. Mình biết là các bạn bây giờ đang ai cũng ở bên mẹ để đi chơi, nhưng mà mình đi làm cũng có nhiều bạn đi làm chứ, như chỗ mình cũng có một bạn đi làm giống mình vậy đó. Người thường mấy năm trước á, lễ lộc thì có lẽ gia đình người ta đoàn tụ người ta đi ra ngoài ăn, nhưng mà đa số năm nay là Kiệt sẽ biết là đa số là gia Nhà đình ở nhà nấu ăn, tại bây giờ ở ngoài đang bị dịch dịch bệnh bệnh corona. corona mấy gì, ai cũng người ta cũng hơi sợ ở nhà nấu ăn cho chắc ăn. Nhưng mà khỏe nữa, ở nhà nấu ăn vừa tiện vừa rẻ. Nói vậy cho hết dịch thì mình cũng đi ăn vòng vòng chứ. Đâu bây giờ còn dịch mình cũng quản lắm. Trong này mình thích nhất đó là cái riêu. Cái riêu ảnh làm rất là ngon mà mềm. Tết anh bỏ vô chút bột mềm mềm thành nó mềm. Tại vì có nhiều cái riêu cua nó khô lắm. Mà cái này không khô, nó mềm mà nó ướt. Cái thứ hai nữa là mình thích là huyết đó các bạn coi huyết này ngon lắm. Chút sữa xong mình, chút sữa xong
Nó đều ngon không? Đều ngon. Nó mềm. Đáng lẽ mình có ra giúp cháu ngoài vườn á, nhưng mình về trễ rồi, mình làm biếng. Trễ rồi, dạ kệ. Trễ làm biếng hái lắm. Đi làm về có người nấu ăn là ngon quá rồi, đòi hỏi gì nữa phải các bạn. Mấy bây giờ người ta cũng, nhà hàng cũng bán to go bún riêu đó. Nhưng mà ông xã mình là, nấu ông xã mình là cũng thích bún riêu lắm. Người miền Tây mà thích mình là bún riêu. Anh ở Long An á, anh thích bún riêu. Mà hồi xưa nhỏ Việt Nam mình nhớ là chắc là chưa bao giờ mình ăn bún riêu á. Excuse me. Nhỏ Việt Nam mình chưa bao giờ ăn bún riêu mà qua đây mới ăn bún riêu á. Dạ. Hỏi với ăn bánh bò, bún bò nhiều hơn. Bún bò Huế hả? Đúng rồi, ông ở Huế, ăn bún bò Huế. Đâu có ở Huế đâu. Đà Nẵng. Nhưng mà trong anh á, là ăn bún riêu thường thường á, giống như ở với anh ở Long An mà trời mưa á, nhà anh mà không có tới ruộng mà anh đi thấy xuống với mấy đứa bạn á. Mỗi lần nhà nó không có ruộng nhưng mà kế bên có cái ruộng á, trời mưa anh đi xuống dưới cái nó rủ đi ra, nó cầm mỗi người cầm một cái thùng rồi các bạn. Đi ra ra ngoài thấy cua, con cua nhỏ 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 xíu cua đồng à, không phải bự đâu, chút xíu xíu về bắt đầu mở ra, bắt đầu dầm cũng ngon lắm á, gọi là bún riêu cua đồng á. Bún riêu cua đồng, nhưng mà nói vậy chứ mình bắt phụ người ta nhưng mà đâu được ăn đâu. Mình phải đi về á. Mình là xưa mình ăn mì Quảng nhiều lắm mà mình vẫn không biết nấu mì Quảng. Mình nấu nhưng mà không được ngon. Rồi bữa nào làm bánh bò đi. Có người ấy rồi. Người yêu cầu làm bánh bò thử rồi. Làm bánh bò ngon, làm thử đi. Bánh bò nướng hả? Ừ. Trời cái đây á. Mình xong rồi các bạn. Bữa hổm tôm hùm mình thua chứ cái tô này mình nhanh không các bạn thấy không, nguyên cái tô nó bự hơn cái mặt của mình luôn á. Sao đó, còn tôm hùm bữa hổm mình ớn ăn á, thường thường mình ăn cua chứ kêu mình ăn tôm hùm là mình sợ lắm. Thường thường á mình giống như làm cái gì muốn mua tôm hùm bự chứ tôm hùm nhỏ nhỏ ăn không à, bỏ vô miệng vừa chứ tôm hùm nó bự mình nhìn nó ớn quá. Nhưng mà đóng phim mà quay phim cho các bạn coi chơi vui chứ mình không có thích ăn tôm hùm. Nhưng mà muốn đóng kịch thì mình phải mua tôm hùm bự ạ. Anh đang chụp con tôm hùm mà mình vừa rồi mình nói là mấy trăm đồng con á, con bự á. Còn 600 đồng á. Nhưng mà để coi, nhưng mà đợt này là phải chiếu cái receipt cho các bạn coi luôn thôi, những người người ta không có tin. Dạ mình không muốn nổ nha, nhưng không, hầu hết là người ta tin, người ta hầu hết là người ta tin, nhưng mà có nhiều người người ta chưa ăn tôm hùm bự người ta không có tin. Mình sẽ đưa cái receipt luôn. Các bạn thông cảm nha, tại vì mình ăn mà mình chiếu giấy receipt thì nó hơi kỳ. Nhưng mà có nhiều người nói mình xạo, nhưng mà thực sự mình không xạo, mình cũng có receipt nằm rơ đó kìa. Nhưng mà cởi ra trở lên đây mình mua cái gì mà thấy mà nó hơi đắt đắt chút đó, mình sẽ đưa receipt đó, mất lòng trước tặng lòng sau. Nhưng mà làm sao ở vừa lòng người phải không các bạn, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, nhưng mà thôi kệ. Mình mua nhãn này từ Việt Nam chứ không phải Hawaii. Nhà Hawaii thì cái trái nó bự hơn với cái ruột á, cái mọng ở trong nó. Hoặc là Florida. Florida có nhãn nữa nhưng mà thường thường nó không cho nó ship qua đây. Thường thường là người ta chạy xe qua đây người ta bán thôi. Thường thường lực ở California này không cho ship từ bên đó qua. Đó. Trái cây là tiểu bang khác không có cho đem qua. Không biết giờ nó đổi chưa. Nhưng mà nghe nói là không cho đem qua đây. Đó giờ bữa hổm anh nghe cũng không, nó chưa cho. Chưa có đổi hả? Chưa tiếp qua đây. Bạn chạy xe thì được. Nhưng bỏ trong thùng nó biết được là nó dục á, hoặc là nó phạt á. Mà thường thường không phạt, nó dục à. Có thể là business của người ta tiểu bang, mỗi tiểu bang làm ăn. Nhưng mà cũng ăn đỡ các bạn. Hồi sáng nay á, việc nghĩ trong đầu rồi, bữa nay mà có chôm chôm á, mình sẽ mua 7-8 thùng về ăn. Ăn thử. Nhưng mà mỗi lần ăn á xong nổi mụn dữ lắm. Nhưng mà thử. Nhưng mà rút cuộc lên không có thơm chôm chôm các bạn.
Và mình nghe em vợ mình nói mít nó về nhiều lắm, mà mình lên á chỉ còn có trái mít nhỏ xíu mà thôi mình cũng lấy luôn. Mình phải đợi cho nhiều á mình có được lựa chọn đúng không, phải lựa trái mít nữa nó ngon, còn có con trái mình không lấy đâu. Mít mùa này rẻ lắm các bạn, nghe nói là có 50 cent một pound, tức là cỡ một đô một ký á, gần ký đó. Cho ký thì mình nó tròn, thường thường mình nó tròn, nhưng mình nó lẻ. Một ký là một đô, tức là cỡ 200 ngàn đó. Ơ nó lộn, 20 ngàn, mình cứ lộn cái tiền Việt. Thực ra mình qua đây lâu rồi mình nghe người ta nói, người ta tính cho mình, chứ mình đâu tính tiền Việt đâu. Toàn là mấy đứa người kia ồ tính ra thì mình ngồi tính, mà nhiều khi mình nói sai nha các bạn, thông cảm nha. Tức là một ký mít là khoảng 20 ngàn hả nè ha. Hay một đô đó, 20 ngàn á, hay là 23 ngàn, 23 ngàn, 23, 22, không biết. Các bạn thấy rẻ chưa, mà mít là mít từ Mỹ. Mà cực ha, trồng một cái mít như vậy mấy năm mới có trái mà bán vậy rẻ quá. Bởi vậy cái người người dân mà người ta trồng lên á, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mình ăn mình bỏ tiền ra mình đâu có biết, nhưng mà mỗi công có là công sức của người công nhân mà người ta làm dân, người ta trồng cực khổ. Hôm nay đi làm cũng vắng lắm, vui lắm mà các bạn biết không, người ta mua ha, hoa tặng mẹ rất là nhiều. Mình làm ở đằng sau á, nhưng mà lâu lâu thấy người ta mua cái thẻ đem tới, người ta đứng trước chật quá, người ta phải vô tiệm thuốc, người ta trả tiền á. Các bạn biết không, người ta mua hoa hết luôn, hoa nguyên cả vườn, không phải vườn, người ta trưng, mình hay nói tầm bậy tiếng Việt lắm. Người ta trưng, đây cái đường đi á, đường đi mà hai đường đi hai lối á, người ta mua sạch xanh xanh luôn á, không còn một cái nữa. Mình ra mình tưởng là sao dọn đi rồi, nó nói không có, khách mua hết rồi. Mà mình thì nói thiệt là mình bất hiếu, mình chưa bao giờ mua mẹ cho mình nhành hoa hết. Mà mẹ mua mẹ mình cũng không lấy đâu, mẹ mình là không có bề ngoài. Sống thực tế. Không có bề ngoài. Ừ. Sống thực tế. Mẹ mình vui lắm. Mình mua cái hoa này á, mẹ mình nói là nó sẽ tàn. Mẹ nó để thôi, thì để mấy đồng nó cho homeless. Đưa cho mẹ ra mà chia cho hai thằng homeless. Dạ đúng rồi. Hai mấy người vô gia cư á. Cho mẹ mình không có thích mua mấy cái đồ đó, nó sẽ bỏ. Tương lai mình sẽ có một video nói về mẹ của mình, nhưng mà giờ mình không nói tại vì sợ ba mẹ mình xúc động á. Những cái gì đã qua là cho nó qua đó. Nhưng mà tương lai mình sẽ nói, mình nói là 10 năm, 15 năm sau mình sẽ nói. Hy vọng lúc đó mình còn sống. Sống hôm nay không biết ngày mai như thế nào à. Mà kể, mỗi người có một ước mơ. Ăn cam, ăn nhãn, giờ tới ăn dưa hấu. Dưa hấu mình ăn, mình mua trái mình ăn còn có nhiêu đây các bạn. Mình ăn dưa hấu dữ lắm á. Một trái là mình ăn từ sáng tới chiều là hết rồi. Mà nó dưa hấu bự lắm. Ngọt. Dưa hấu bự ha, mà ngon. Mà dưa hấu mùa này cũng rẻ các bạn, mua á có 2 đồng mấy hay nãy hả, 2 đồng mấy một cái bự á. Nó bự hơn cái dĩa, bự gấp rưỡi dĩa đây nè. Các bạn biết cái dĩa này dĩa bự á, thấy cái tô không, mình ôm vào người nè. Rồi các bạn thấy có tay nè, mình đã thè ra rồi nha, có bự nữa. Mà dưa hấu trái có 2 đồng mấy rẻ quá luôn. Mà có 2 đồng mấy à, rất là rẻ. Đa số á thì thấy nước Mỹ này á là đồ ăn rất là rẻ các bạn, rất là rẻ. Nhưng mà quan trọng là nhà ở thì mắc, nhưng mà đồ ăn rất là rẻ. Đúng rồi. Nhà phải mắc rồi. Nhưng mà làm việc con người mới cố gắng. Mà đều làm gì làm cho người Việt mình sống ổn định lắm. Xứ Mỹ này người Việt mình sống rất là ổn định. Cho là kinh tế như thế nào mà người Việt của mình nó không có nhúc nhích đâu. Tại vì người Việt của mình á giống như làm 10 đồng ăn chừng 1-2 đồng à, mấy đồng bỏ để phòng hờ. Nói người Việt của mình rất là thông minh. Mỹ á nó làm bao nhiêu á nó xài hết trơn à. Đây là nhân lệ ngày lễ Mother's Day thì mến chúc các bà mẹ trên toàn thế giới ha có một ngày thật là bình an vui vẻ cùng với gia đình ha. Và nhân đây cô xin cũng cảm ơn tất cả ông bà cô bác anh chị cùng đồng hành với kênh YouTube Bước Chân Âm Thầm của mình nha. Mến chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ bên người mình yêu và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye, thank you everybody, cảm ơn tất cả, happy Mother's Day everybody, bye 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 bye.